Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em tiếp tục lên cho cả nhà mình xem em máy cày Kubota L2601 ha cả nhà mình ha. Hàng nghĩa địa ha cả nhà mình ha. Em mời cả nhà mình cùng ngắm nghía một vòng xung quanh em nói ha cả nhà mình ha. Em nó đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ơi. Đây cả nhà, phơi hám nè. Bao phơi hám cho cả nhà mình luôn ha. Không một hộp phơi thừa nào luôn ha. Máy rất là ok luôn ha. Nước sơn mình máy là bao cho cả nhà mình riêng 99% ha. Còn vẫn có 1% sơn lại cả nhà. Chút xíu nữa em sẽ báo cho cả nhà mình biết cái 1% sơn lại là cái gì ha. Tem nhãn này cả nhà, 26 PS, 3.000 vòng trên phút ha. Làm bệ này cả nhà. Em sẽ quay cận cảnh sát vào cái phần thân máy đồ này nọ cho cả nhà mình xem ha. Chi tiết ha cả nhà mình ha. Em nó còn rất là ok luôn cả nhà mình ơi. Nói chung là rin đét luôn ha. Nói chung mình máy là ok luôn ha cả nhà mình ha. Để quay chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Bao cho cả nhà mình nước sơn rin là 99% ha. Bệnh về sau là để ý vậy ha cả nhà mình ha. Bông bể nước sơn rin đét cả nhà. 11.2-24 là thông số lốp sau của em nó ha. Không còn đỏ ao rất là đẹp luôn. Dè nè cả nhà. Cả nhà mình có thể nhìn vô là biết rin hay không liền ha. Rất là ok con dê luôn. Đây là cái phần bít cu em nói ha cả nhà mình ha. Em Kubota 2601 này thì đùi treo ha cả nhà mình ha. Thì thường thường là Kubota mà hãy có số 01 sau là sẽ treo cả nhà mình đây. Số chẵn thì sẽ đùi liền ha cả nhà mình ha. Số lẻ là đùi treo. Thường thường em để ý thì em thấy vậy. Bền rất ok ha. Và rất nhanh. Em sẽ soi chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Yên cũng còn rất là đẹp luôn. Cặp dè cũng bóng lưỡng ha. Bao cho cả nhà mình cặp dè nước sơn rin luôn ha. Cả nhà mình có thể nhìn sát vào cái lồng dè là biết liền ha. Cặp bánh cái thì đẹp xuất sắc luôn cả nhà mình ha. 11.2-24 là thông số lốp của em nó ha. Đây cái nút sơn lòng già là cả nhà rất là ok luôn ha. Nút sơn mình máy cũng lóc nè. Bao cho cả nhà mình nút sơn riêng từ bên bển về luôn ha. Mình máy quá xá đẹp luôn cả nhà mình ha. Rất là ok luôn. Để em quay sát cho cả nhà mình xem nè. Rất là đẹp luôn. Nét như Sony. Để em dỡ cái cabo lên cho cả nhà mình xem máy móc phía bên trên ha. Rất là ok luôn. Còn xanh le nha con cá kè luôn cả nhà mình ơi. Rất là đẹp luôn ha. Ba cái đầu bét kìa. Nhưng con heo còn xanh dờn cả nha. Rất là uy tín luôn ha. Quá đẹp. Cái nước này cả nhà. Nước còn xanh lè như các kè luôn. Quá xá ok luôn. Bây giờ thì em sẽ nói cho cả nhà mình biết cái phần sơn lại của em nó ha. Cho nên em nó mới còn 99% thôi. Đây này cả nhà. Động cơ có sơn lại hai cái lưới hồng nha. Hai bên nha. Cho nó đẹp con xe cả nhà mình ơi. Thì bởi vậy em mới bảo là em nó chỉ còn rin được 99% thôi. Nước sơn rin chỉ còn 99% thôi. Bị dính hai cái lưới hồng nó không được đẹp lắm á. Cho nên động cơ quyết định là sơn lại ha. Cho nó đẹp theo xe ha cả nhà mình ha. Mâm bệ trước, bánh trước nè. Rất là ok luôn. Nhìn tổng thể con xe là nói chung là quá xá đẹp cả nhà mình ơi. Em nó đẹp thì thôi nhé luôn ha. Sau đây em xin báo giá cho cả nhà mình cùng biết ha. Động cơ tư mì sẽ để lại em Kubota L2601 cho cả nhà mình với mức giá là 55 triệu ha. Không bao bình, không bao xe vận chuyển ha cả nhà mình ha. Em xin nhắc lại ha. Động cơ tư mì sẽ để lại cho cả nhà mình với mức giá là 55 triệu. Không bao bình, không bao xe vận chuyển ha. Cả nhà mình có thể thấy bên trái màn hình cả nhà là em Isuzu tên là 2008 á. Sau khi cái video này quay xong thì em Kubota L2601 này nè, cùng với em Isuzu tên là 2008 tay lái trợ lực sẽ di chuyển lên Bắc Tân Nguyên Bình Dương ha cả nhà mình ha. Để em mời cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua xe mình sử dụng nha cả nhà mình ha. Dự kiến là sáng ngày mai mấy em nó sẽ có mặt sáng sớm ha. Nên cả nhà mình cứ xuống xem xe và mua em mới sử dụng nha. Hoặc là cả nhà mình có thể bấm một số điện thoại hiện trên màn hình ha để gặp trực tiếp bên tư mì nè, để biết thêm thông tin chi tiết về con xe nè, cũng như là xuống cọc chốt con xe ha cả nhà mình ha. Em mời cả nhà mình cùng ngắm nghía chi tiết mình máy em nó một vòng nữa ha cả nhà mình ha.
Thì sau đây em xin tiết lộ cho cả nhà mình biết một em xe mới vừa về sáng nay cả nhà. Đó là em Kubota NL280 ha. Em nó đẹp như trong tranh luôn cả nhà mình ơi. Em nó đẹp khoảng 90 đến 95% xe thùng luôn cả nhà mình ha. Để nó kiểm định xong em sẽ lên video cho cả nhà mình cùng xem ha. Và cuối clip thì em có dừng lại một số hình ảnh về em Kubota NL260-1 cho cả nhà mình xem tham khảo chơi cho vui ha cả nhà mình ha. Thì dự kiến là vào sáng ngày mai ha. Thì em Kubota NL260-1 nè và em Isuzu NL2008 ta lái trợ lực sẽ có mặt ở Bắc Tân Uyên Bình Dương ha. Em mời cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua xe về sử dụng ha cả nhà mình ha. Và đặc biệt em xin nhắc lại ha, đã có xuất hiện em Kubota NL280 rồi ha cả nhà mình ha. Đẹp xuất sắc luôn ha. Thì em mời cả nhà mình đón xem ha. Giờ cũng bây giờ em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha cả nhà mình ơi.